Cậu thú dữ vậy. Giới thiệu với các bạn thì hôm nay mình bắt cá ông Sáu ra nhà mình với ông Sáu đi bắt tôm. Nay cuối tuần, hồi tuần rồi là tiệc sinh nhật của ông Sáu, tuần này là hậu tiệc sinh nhật. Đi bắt tôm ăn thêm tập nữa. Ông Sáu cũng chơi lớn luôn không mấy bạn? Dám đầu tư cái gỗ súc nè. Ghê. Đừng nào mình xúc đầy cái gỗ này rồi mình về. Ốc biết ốc luôn nè. Ôi ốc nhỏ. Tên cái tàu đó mà to luôn kìa. Vô, từ. Ông Sáu ơi, chừng ông Sáu đạp lúng cái dèo của con. Cái dèo tỷ đô của nó. Cái dèo tỷ đô của con đó. Thôi ông Sáu biết sự tích cái dèo này mà. Đợt cuối cùng là ông Sáu ổng có ra ổng ấy cái dèo này mà. Đó. Ủa đắp không? Đắp đi ra ngoài kia đắp. Quá trời luôn, ông Sáu vũ ông Sáu. Vũ cho nó xuống mương đằng trên nó. Mình đâu có bắt nó đâu. Kéo không có nổi. Cái dèo mà hồi lúc dịch Ngọc nuôi ớt á mấy bạn. Xong rồi phá sản rồi Ngọc không có ginh lên, Ngọc để nó ở đây luôn. Mình cho nó không có hư, nó có nước, nó không hư. Ủa da đục. Đây là dấu hiệu mình đi coi nó có tôm không nè. Để ra ngoài mình phụ ông Sáu bỏ ấy luôn. Không, mày kẹt lục bình nó xuống. Dạ, vậy ông Sáu tự đắp nha. Ủa da đủ, đủ gì nữa. Người ta đang ấy mà. Không. Thấy vòng ra ngoài lộ á. Ê, có con cá lóc. Có bèm gồng kìa. Thấy vòng ra ngoài lộ á, Sáu đưa ra cho ông Sáu đi. Ê, nè chú ba ginh này lên. Vũ ống ra chú bạn. Gồng lại nuôi. Trời mẹ ơi. Mấy cái dèo ớt của con còn nằm ở đây nè, 2-3 cái luôn. Người ta nói là người ta phá sản xong rồi thì người ta dọn dẹp chiến trường, còn Ngọc không có. Phá sản xong buông hết tất cả luôn. Bây giờ xuống dọn gần chết. Muốn bắt con tôm rồi phải dọn mấy cái này lên chứ để đi tới lui thôi. Nhận lúng mấy cái dèo này à, nghỉ leo lên luôn á. Mấy cái dèo này cá lóc nó hay chung vô lắm nè, nếu mà nước đậm á. Nước đậm là sao chú? Lúng rồi sáo xuống luôn rồi mấy bạn. Gỡ ra chú. Có mấy cọng dây cột vô mấy cái cây này gỡ ra. Tại vì nhiều khi nó dính cái này qua cái kia. Kéo qua một bên đi chú ba. Báo không à. Hôm nay tưởng mà đem lên rồi à, cái gian mày đi. Đâu có đâu, con có lội được đâu mà đem lên. Mình con không làm nổi. Để. Chị vậy? Con ép đi vô. Ủa, thì cá lóc thì ê, phải không? Ủa? Thì cá lóc mà nó thấy nước đậm là nó kiếm bọng nó chung vô. Mấy cái này nó vô lắm. Hả? Biết. Ê, nhìn cái mình bờ bè quá. Phải bờ bè à? Có không? Từ từ, mới mà, chưa? Trời ơi, cái mua chà bá như vậy là nhiều lắm. Biết. Cái gì vậy? Cái sạc. Phải không? Vũ thình ra. Trời ơi. Ông thấy vậy. Vũ bớt ra cho nhẹ cái gì. Có mẹ. No. Mình đi bắt tôm là mình phải quậy vậy nè mấy bạn. Cho nước nó thiệt là đục lên con mắt con tôm. Nó thiệt là cay là tự động nó nổi lên. Ok nãy rồi. Sao rồi chú ba? Ông Sáu rồi. Ông Sáu không đục rồi. Tại con nói chơi vậy chứ ông Sáu với chú ba quần đi. Tí nữa rồi đi chợ mua mồi về nhậu, làm gì có đâu. Ừ. Còn tiếp bạc. Tiếp bạc hả? Còn tiếp bạc. Có đâu con nói chơi á. Đằng đây. Đục gì đã nói rồi. Không thấy rau, không thấy càng gì hết.
Gì vậy? Được mấy con cá lồng tông. Nãy có con cá lóc mà. Có rồi, cá lóc mình đi bắt. Nước này sẽ bắt cá lóc. Tôm này mà không có tôm này ở được cá lóc. Rồi, xong. Ủa vậy là hết rồi đó hả? Ông hôm qua ông có trộm cái mương này của con không? Mà tại sao mương lục bình rất là ngon mà tại sao không có con tôm? Mà con nói với ông Sáu với bà Sáu có động lực phụ quần với con cho vui vậy đó, dọc sình cho vui vậy đó. Dọc mình buồn. Dụ nguyên đám theo. Các bạn có thấy con tôm đâu không? Chị Ngọc với nhau. Ây da. À, con gì vậy? Con cá sạc. Rồi, xong, bắt tay, tiếp tục. Xong chương trình, xin chúc mừng. Hai ông cháu quần không có còn gì hết. Kỳ vậy? Tại mẹ ơi, nguyên cái mương chà bá vậy luôn á mấy bạn. Cây cối rồi quá trời luôn, dọn dẹp đồ lên dữ lắm luôn. Cuối cùng, không có con cá lồng tông luôn. Có là cái mương đó nó không có hồi luôn. Đi vô. Thôi, lên. Kế hoạch khác. Mấy giờ rồi? Ông Sáu với bà Sáu với Ngọc với chú Ba thì quần một cái mương kinh khủng khiếp. Thu hoạch quá trời khủng luôn mấy bạn. Ghê chưa? Ghê chưa, ghê chưa? Quần tôm bắt tôm. Có tôm luôn. Tên 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 con tôm. Đúng một con tôm duy nhất. Trời ơi, không thể tin được. Rồi xong. Đi lên. Trong khi lên bờ đứng ngóng một hơi, nhưng mà cuối cùng thì ông Sáu vẫn chấp nhận. Lúc đầu là không có chấp nhận sự thật nha, nhưng mà đứng nhìn thấy một cái mặt phẳng, nó yên lặng, nó không có cái gì động đậy nhúc nhích, nên ông Sáu bằng lòng đi về rồi. Và Ngọc cũng đi vô luôn. Hôm nay con sẽ tắm bổ cho chú Ba. Cái này có gì đâu mà bổ. Nè. Nói gì vậy? Chim heo. Bổ dữ không? Bổ. Hôm nay quần mương nè, tại ngủ quần mương là cố ý là cũng để nhấc lục bình lên cho con nè. Con chuẩn bị con nuôi đồ, nuôi cá, nuôi ếch, đồ. Chứ mà ngủ vớt lên thì đâu chịu. Vụ vậy đó. Bây giờ không có tôm, hiện giờ Ngọc phải đi mua cái này về. Món khoái khẩu của chú Ba mình á. Mà cái này buổi sáng thì mua nó dễ, buổi chiều đi hết cái chợ luôn á trời. Mua được nó đó chứ không phải dễ mua đâu. Nửa trưa nắng gần chết luôn thấy không? Nắng giờ ngoài trời chắc cả 80 độ. Ngon không chú không? Giật giật chưa? Thấy cái mỏi giật giật không? Con thấy nó giật mà con tưởng bị tai biến giật không à. Mẹ mẹ. Nó nói gì nghe hay chứ. Trời con nghe hay là giờ con có chồng rồi chứ đâu ngồi đang làm mồi trong đâu. Sâu. Nữa. Kêu nó làm gì để cho nó đi cái mồi đi. Trời ơi, nghiệp vụ của người ta đó. Nó con. Chiều nay vô nhậu với ông Ba nè. Nó mà biết nhảy lên bàn ngồi nhậu chắc bỏ nhạc đi luôn á. Một tí qua nhậu ơi, còn làm bánh không? Còn, để anh kêu cho. Anh Tý ơi! Không mà khỏi đùng đùng, giờ con kêu hết nghe rồi. Anh Tý ơi! À, lâu quá. Tết ai cũng sửa nhà làm nhà hết đâu ta. Người ta giàu khác, mình nghèo khác chú ơi. Không, có mình nghèo chứ ta đâu có nghèo. Tự nhiên lâu người ta vô nghèo chung luôn rồi là sao? Rủ nghèo chung cho vui. Mốt con đi Mỹ bỏ không lại cho con biết. Đi Mỹ? Có anh kia anh vô anh bình luận anh rước con đi Mỹ kìa. Không biết bên Mỹ vui không biết nữa. Không biết bên Mỹ có hến không nữa. Mình qua bển mà hến chứ làm gì. Người ta qua bển người ta làm này làm nọ. Con có biết làm nọ làm này gì đâu. Qua bển nhưng mà hến thôi. Biết bên Mỹ có hến để mò không biết.
Mà nhiều khi hả đi qua tới bển mà không được mò hết nữa. Đưa vô động cái rồi xong. Động gì vậy anh? Ai biết đâu. Chim gì lông lá lùm la. Ừ mà chim phải có lông chứ, chim nào không lông đâu trời. Chim là phải có lông mới bay được chứ. Trời ơi, ta có ngôi nhà đó, ta phải giữ đó. Giữ cho kỹ nha con, để ông dụ con ra ông lấy nhà xá mặt tiền của con đó. Đi hái dừa đi chú ba. Gì? Đi hái dừa. Hái dừa hả? Bẻ dừa, giật dừa. Không ai mà đi hái dừa hết trơn. Đi dừa chín rồi đi hái giùm con trái đi. Cái này mà sau khi mình mua về á là Ngọc sẽ rửa nó với bột mì tinh nha mấy bạn. Mình bóp với bột mì tinh á cho nó lẹ, cho nó mau sạch. Xong rồi mình sẽ bóp lại với lại chanh với muối. Rồi mình đem lên mình gọi là sao ta, xào nước mắm thêm một lần nữa, xong rồi mình mới bỏ lên mình khìa. Mình làm từ bên trong rồi mình lộn nó ra bên ngoài luôn mấy bạn. Vừa chà bên trong rồi vừa chà cái bề ngoài luôn, mình phải lộn cái ruột lại nữa. Ngọc là Ngọc làm vậy đó. Nhiều người người ta nói làm cái ruột này nè mà ăn nó ngon á là nó phải có cái mùi nó hôi hôi nó mới ngon. Còn Ngọc thì Ngọc làm á là nó sạch trơn hết luôn, tại vì Ngọc gỡ hết mỡ này nè. Mấy lần Ngọc gỡ sạch ăn chú ba ông ăn không có mùi, ông la quá trời. Ông nói cá lấu là phải có hơi hơi, nó không thơm. Bà ơi, mũi mùi mắt hiện trắng dữ trời. Nhưng sạch quá thì nó cũng không ngon, nó phải thơm thơm. Đó. Bùi mắt cắn hả? Em muốn vụ xịn. Chú ba ghẹo hoài nha. Em muốn vụ vụ con sáu rồi chú ba mà xuống làm chi? Làm như con vụ hai người con ở trên bờ á. Tự nhiên đi bắt cá không có giờ gì cái mình mang tiếng quen luôn rồi trời. Rủ đi bắt cá bắt tôm mà. Nó thiệt tình mà, có vụ ai gì đâu. Cái này nhớ là Tết tới nơi rồi đó. Nôm tới rồi đó. Ta hay mua cái này nè mấy bạn. Làm cái gì lạp xưởng á. Là người ta hay mua mấy cái này về. Hồi xưa là xưởng treo sào đồ đầy tên. Lạp xưởng mà treo sào đồ gì trời. Làm xong phơi nắng đó. Thì nói dùng từ lạp xưởng treo sào đồ ghê. Với lại á, bây giờ á, là cũng có làm nhưng mà người ta không có làm bằng cái ruột này nữa. Người ta chuyển là người ta làm bằng cái gì ta? Collagen. Cái collagen đó mấy bạn. Trời mẹ hơi gai gì mà quá trời gai vậy? Ít gai xíu được không? Gai quá nó đâm hả? Lủng hết trơn luôn, nát bét hết luôn. Hồi hồn bỏ phá lấu có một con chim thôi, nay có hai con chim luôn nè. Wow. Anh đi ơi, giờ này anh ở đâu? Mọi màn em đã chuẩn bị xong hết rồi mà sao gọi hoài anh không nghe máy. Trời ơi, lội xình bây giờ á hả, nó đổ mồ hôi ra, cái mùi thơm nó còn hơn trời neo nữa quý vị. Trời neo heo. Xình nó tên tiếng Anh là gì chú ba? Please quyền. Là gì? Please là xin quyền. Xin quyền xin. Bên nước ngoài người ta có xài xin không? Vô. Cái này là cái bước mà Ngọc khử nước mắm nha mấy bạn. Thì để vô cho một xíu thôi, cho nó khèo săn cái ruột này là mình đinh ta xuống rồi mình rửa lại một lần nữa rồi mình mới bắt đầu mình làm. Thôi nè, gánh xuống đi, con mới bị nước mắm nó văng vô người à. Xong. Xong, chăm tổ. Chăm gì, ăn cái này ngáo luôn á, ở đó mà chăm. Ở nước hôm nay nè, nó nóng nó bóp ra một cái khổng rồi nè. Ý là để ở đây bóp đó nè. Rửa cho nó sạch á, nó lọn còn nghe thấy ghê không? Đi tỏi cho nó thiệt là thơm. Ủa da đụng cái gì nè. Ôi thôi mà chú ba, thôi mà. Quá đã quá đã. Cho nó thơm một xíu, nó săn lại cái nữa. Rồi thêm bộ nữa. Trời thúi dữ vậy.
quá may mắn. Một ngày hôm nay là quá may mắn đối với Ngọc luôn. Đúng rồi, giật ngay tới giờ thì lủng luôn, thú quắc luôn. Rồi mẹ ơi, giật chúng ngay tới giờ chuột ăn luôn mấy bạn. Trời ơi nó thúi. Ê. Ê. Rồi lủng mẹ rồi. Thấy con quê nó mà hay hay. Vì sao nó không ra? Ra đây, ra nè. Liêu liêu. Cái nữa. Cái dừa húi. Nè 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 coi nè, tới dừa húi nè. Nè, nước chuột ăn nè. Nè, 1 2 nè, 3 nè, vô chạy, chuẩn bị. Chạy. Giật một cái nước nó văng đầy mặt ướt đồ nữa rồi nè. Nó săn rồi đó. Giờ Ngọc chế nước dừa vô. Cái tay dừa bất ổn. Mặt mày mình mấy giờ, hồi nãy là thơm nước mắm, giờ thơm nước dừa. Rồi làm thêm cái này tới khúc cuối nữa, hơi thơm mùi khói nữa. Gia vị thì ở trong bếp có cái gì thì mình xú vô cái đó. Mỗi cái một ít thôi. Rồi từ từ mình xú thêm, xú lỡ một lần là không có lấy ra được, thà thiếu mình thêm vô được. À. Rồi bây giờ thì mình chỉ cần ngồi chờ. Cái gì? Bây giờ thì mình chỉ cần ngồi chờ đợi nước nó rút là xong ngay. Nhiều đâu không dắt. Bây giờ á, con sẽ tịnh tọng thông báo với chú một cái điều như thế này, là con bị rối loạn ngôn ngữ ha. Chịu không chịu thì buộc chịu. Nhưng mà hát không có dắt nha, hát tầm bạ không có dắt. Nói là họ dắt mà. Mà hát tầm bạ đó, đó là cái sáng tác riêng của con. Khi mà con sáng tác ra thì làm sao mà con dắt được. Ngủ ly bì luôn, chui vô chổng ngủ không có biết cái gì trời trăng mây gió, không biết sáng chiều luôn mà. Nâu gà. Sao nâu? Có định trộm ngôi nhà sáu mặt tiền của em không? Trời ơi, dạ. Đó. Làm sao? Dìu đi ra ngắm hoàng hôn với mẹ nè. Hoàng hôn kìa, ông mặt trời hướng này nè. Nó nhìn vô hướng đó kìa, nhìn đó đó, thấy không? Ừ đúng rồi, ông mặt trời đó. Rồi sao trời mẹ ơi, Trần Anh. Ai hỏi Ngọc có nhiêu con? Ngọc có một nùi con hả? Đó, tay sách nách mang vậy đó, có chồng con đủ mẹ mày tay nó ỉa rồi xong. Bữa nay ngày gì tự không biết nhớ ngày gì đúng á. Hái lá nị rồi đi vô. Cái lá nị này của Ngọc á, hôm trước nó bự lắm. Tía Ngọc qua chặt cho nó cục xuống vậy nè, cho dễ hái. Chứ để nó lá sùm hết mà không có ăn cái nó chán cái vườn á. Mình hái một ít thôi, bỏ nhiều quá nó hôi chứ nó không có thơm mà nó bị đắng. Rồi hai đứa ở đó chơi nha, mẹ vô ạ. Đi lát vô này nè con. Rớt mương đó. Lý lắc đi ra ngoài vườn là có anh Nâu. Anh Nâu theo. Giữ. Có giọng anh Nâu đó, cạnh anh đó. Có giọng thấy ghét không? Ừ. Làm cho em hơi rớt mương đi nha. Con mà con hất cái mũi con lên thôi là em rớt dưới rồi đó. Ỉ có một xíu cười làm tao quê hả? Ông ba kỳ cục. Đi vô con. Thôi đi vườn ta lỡ cho anh ra ỉ có chiếu rồi mà ông bê đèm con quê rồi con ở đây luôn, con nằm dạ luôn, con hỏng vô luôn á. Con quyết định là con hỏng vô luôn đó. Thôi để đây đứa con bên. Trời ơi mệt ghê vậy. Khổ ghê vậy đó. Sao cành anh nó hả? Hứa cành anh. Ủa em đi đó. Ở trong chuồng ngủ ngon rồi. Đúng rửa phải không? Không có lại phải không? Nè. Rồi. Nó kêu ông ba đóng cửa giùm con đi chứ để trộm á. Tối thì Nâu lên trộm ngôi nhà sáu mặt tiền của con đó. Đóng cửa mà chưa ngủ á. Rồi chui vô nè. Ướt giấc nữa nè. Chuẩn bị lên màu rồi. Giờ Ngọc bỏ cái lá nị này vô cho nó thơm. Đó, trộm đều lên.
Đây là cái khúc quan trọng nè mấy bạn. Cái này mà Ngọc bỏ Ngọc đi ra ngoài vườn một vòng nữa thôi lại vô là nghỉ ăn luôn á. Thấy vậy thôi chứ nó sôi lên cái nó mau cạn lắm, mình phải canh. Bữa hỏi bị khét hơn lần rồi, cho nên lần này rút kinh nghiệm đứng đây canh. Đó, hay đã chưa? Vàng rồi đó. Quần mương từ sáng tới chiều tối mới được ăn. Mà ăn cái món không liên quan gì tới cái mương. Cũng có hơn không? Con thấy cũng thương vất vả quá mà không có gì hết là lỗi của con. Ông Sáu chiều nay bận rồi, ông Sáu không có tham gia được, còn mình chú ba hả? Đi bắt cá ông cũng hối mà bây giờ lên làm đồ ăn ông cũng la. Nước chưa có cạn mà ông la ông hối quá trời, giờ Ngọc phải chụm lá cho nó sôi ào 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 lên để cho nó bốc hơi lẹ lên. Lên màu được chưa? Lên rồi đó. Giờ nó lên, nó không lên với con rồi, con thấy con lên rồi đó. Vậy ăn được rồi, có nước thì chấm bánh mì, cạn quá hết nước chấm không được. Mà cái đầu tiên á là con biết thế nào chú cũng chờ đợi là cái này nè. Để nguyên ha. Cứ tỉa sơ sơ qua để con đóng vậy sao mà ăn. Là chú muốn con tỉa theo kiểu nào? Chắc lộn lộn cũng được. Ừ. Ở nhà làm cho nên là Ngọc cắt một khúc ăn cho nó đã. Ừ. Sao? Đó, nó. Mày vũ vào tao luôn đi. Mời mấy bạn ăn phá lấu với Ngọc nha. Sau một ngày chờ quần mương bắt tôm thì cuối cùng lại được ăn món phá lấu. Mau thuận. Chừng nào con hết bệnh đi rồi làm đúng theo chuyên đề. Vô miếng kẹp một cái. Đó, kẹp miếng bánh lên. Kẹp thêm miếng dưa nữa. Đó. Miếng bánh, miếng dưa với lại miếng phá lấu chấm một miếng muối tiêu nữa. Dứt. Nè. Mà muốn lên màu đẹp tự nhiên á là quan trọng ở chỗ nước dừa. Nước dừa xiêm mà ngọt tự nhiên á để màu lên đẹp. Nước dừa mà dạng dừa lủng mà chuột cắn á. Thì chú bộ mà hồi nãy á Ngọc học chút chúng ngay chỗ tái dừa non á, cho nên là cái màu nó không được đẹp. Hết dừa nha, hết dừa. Cái dừa mà dừa xiêm mà nước nó ngọt á là lên màu đẹp lắm luôn các bạn. Lúc thì quá là vừa ăn hết, lúc thì đi trộm, trộm xong uống hết trơn luôn. Còn vườn kia thì ở xa. Con quyết định, con hả biết không? Chừng nào bắt được con tôm con mới nghỉ. Chừng nào mà cái bác nói ông mua ông thả thôi à? Ờ. Ông rảnh quá hen. Mua thì để tình bờ ăn đi, ở không đâu thả xuống là lỡ bắt không được rồi sao? Ngọc không có. Ngọc bắt được gì ăn đó. Bánh mì không? Không. Ờ. Ăn bánh mì nhiều tinh bột sẽ bị mập đâu á. Giống bụng sẽ bự đó. Sáng đứa nào quất bánh mì con heo. Vậy nha, con ăn là có giới hạn, ăn bữa tháng thôi, không ăn bữa tối. Ăn ở cái này nó sẽ bự bự đó. Mấy bạn nào mà giữ dáng á, bữa tối á, đừng có ăn tinh bột nhiều. Ăn rau á, ăn tinh bột nhiều bụng bự giống chú ba mình á, xấu á. Đó vậy ổng bây giờ ổng đâu lấy chồng được. Ông bị bụng bự á, người ta vô người ta coi xong người ta chê ông bụng bự á. Ủa hả? Không ba không nói gì vậy? Con chim nữa rồi hả? Ừ. Ăn còn trái khế nè. Ăn miếng ngại mặn, ăn vô.
đó. Nhưng nha, rồi thôi. Nói gì nhẹ cũng nhẹ vậy, nói cái gì ngâm miệng. Nhủ nhá, nói cũng nhanh nhẹ vậy chứ. Còn con chim đâu rồi? Đó. Gì trẻ ghê vậy? Ở chỗ của Ngọc á, mấy bạn biết không? Đất lành chim đậu, trời ơi ta nói hả? Cu đất nè, cu rằng nè, rồi chim nè. Chim gì chim tao tảo, con chim gì mẹ nhỏ nhỏ mà hôm trước nó hai đậu ở cây bưởi mà Ngọc đốn cây bưởi rồi, giờ không biết nó đi đâu chơi rồi, không biết. Bày bày luôn. Chim sắt. Rồi cò. Trời ơi chiều hả? Sáng ngủ dậy ha là 5 giờ mấy ha là cò nó bay từ ở bên đây nè. Từ bên hướng mặt trời mọc á. Nó bay qua bên đây hả? 5-7 con rồi đó. Xong rồi cái chiều nó ra đây ngồi nè ha, ngắm nó về cái hướng bên đó đó. Nó bay ngược trở về. Mệt đó. Sau một ngày con Ngọc rồi đó, lội mương quần. Bữa giờ lên ngồi lấy gai nè. Để nói lội mương riết mà giò cẳng nè. Nó thấy không? Nó nát, nó tan, nó banh chành hết trơn, trời. Con kiếm gì vậy? Con kiếm gì vậy? Nghe nói gì vậy? Cái ruột mà nghe chỗ mà cái có hai cái nhánh này nè. Cái ruột mà nói với cái khúc ruột, ruột già hay gì nữa, nó có hai cái nhánh nhỏ nhỏ vậy nè, khúc đó ngon lắm á. Dữ gì không? Một cái vụ cướp kẹn xảy ra. Nâu thì tuy là không có bự hơn ai mà được cái hung dữ. Nó mà không giành được là nó cắn nó giật chứ nó không có nói gì nữa hết. Giang hồ không phải bự con là ngon. Còn không là có liều hay không thôi. À vậy hả? Vậy chú ba có liều không? Không. Bởi vì bị người ta mổ đứt hoài. Con không giang hồ lắm á. Đưa xe không vậy nữa. Nó phải xe mạnh là thắng đâu. Mà trong thử thằng này nó có dám chạy không? Thằng này là thằng gì? Là nó chạy mướn cho người ta đó. Xong rồi, chị nói mấy bạn ăn cơm với gì vậy? Ngọc là xong rồi đó, ăn vậy là no rồi đó, không ăn cơm. Bây giờ mà ăn cơm nhiều nữa là mai mốt sẽ bụng bự, sẽ mập, sẽ lùn nữa. Xấu. Giống chú ba mình đó, vừa mập vừa lùn mà vừa bụng bự nữa. Bồi nó thêm cái gì vậy? Ai là cũng sẽ già thôi. Dạ, con xin lỗi chú ba. Dạ con mời chú ba ăn. Thì chú ba đẻ trước con, thì chú ba già trước thì phải rồi, chấp nhận đi chứ. Mình nãy con quên, con mời chú ba ra ăn. Con kêu chú ba không mà con có lỗi quá vậy, con mời chú ba. Con nói chuyện con xin trịnh trọng con mời chú ba ăn. Để người ta nói con nói chuyện với chú ba không có ngoan. Nói mày không mày chịu với ngoan, cái đó là bình thường. Để tao ăn rồi mày mới mệt. Tại kêu bằng chú thì tưởng chú già vậy thôi chứ chú lớn hơn Ngọc có chừng 80 tuổi hà. Mình thân với nhau và mình nói chuyện với nhau không có còn giữ kẻ nữa. Nhưng mà ở những cái nào cần nói thì mình sẽ nói, còn không thì mình giao tiếp bình thường thì mình cứ tự nhiên. Chứ bây giờ Ngọc mà dạ dạ hươi hươi với ổng là ổng nói mày nặng nữa rồi đó. Ổng đưa Ngọc đi thiệt á, không phải giỡn đâu á. Ai chứ là ổng là có đó.